Xin chào tất cả mọi người. Lưỡi Đức on the mic. Các bạn theo dõi Coreas TV, kênh phân tích chuyên sâu độc quyền về blockchain và crypto. Nói về game thì ai cũng thể chơi, nhưng với game NFT thì luôn yêu cầu game thủ mua những đồng token riêng của nhà phát hành, sau đó để mua những vật phẩm NFT rồi mới có thể vào chiến game. Nên anh em game thủ thì cần biết những thao tác cơ bản về crypto như là mua bán, cách swap các đồng token với nhau và liên kết ví để có thể chơi game. Và đó là một rào cản không nhỏ với những người bắt đầu mới hoàn toàn. Vậy thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em mới hoàn toàn chưa biết gì về thị trường crypto nói chung cũng như game NFT nói riêng cách để có thể đăng nhập vào game 9D NFT. Và cũng tương tự như 9D, đây là cách để anh em đăng nhập vào bất kỳ tựa game nào sau này. Anh em chỉ cần xem hết video này, nhớ kỹ các bước thực hiện thì bất kỳ tựa game nào sau này cũng sẽ không làm khó anh em nữa. Ok, vậy thì bắt đầu chúng ta cần chuẩn bị những gì? Thì thứ nhất là một tài khoản Binance. Tất nhiên rồi, đây là sàn tập trung lớn nhất thế giới ở thời điểm bây giờ, anh em không thể không có nó. Thứ hai là một ví MetaMask cài sẵn mạng BSC. Mỗi một game thì sẽ dựa trên hệ sinh thái khác nhau, riêng con 9D này nó yêu cầu BSC thì anh em cần phải cài đặt nó nha. Đăng nhập sẵn vào PancakeSwap. Và cuối cùng là một cái Gmail để có thể liên kết được với tựa game này. Thế thì việc chuẩn bị những cái bước khi bước chân vào thị trường crypto bắt buộc phải có những cái gì, hay là tạo ví MetaMask như thế nào, thì mình đã làm những cái video để hướng dẫn anh em trong những clip trước đây rồi. Anh em nào chưa xem, chưa thao tác thì cần xem và làm ngay hai cái giai đoạn này nha. Ok, thì giả dụ anh em đã hoàn thành xong tất cả thao tác mà mình giới thiệu ở trên video này rồi, đã có những cái mà mình yêu cầu ở đây rồi, thì chúng ta sẽ đến bước đầu tiên làm cái gì? Đó là mua BNB trên sàn Binance thông qua kênh P2P. Thì đây là sàn Binance, mọi người cần KYC trước khi giao dịch nha. Thì cái việc mua sẽ làm như thế nào? Anh em phải bấm vào tổng quản ví, rồi chọn cho mình cái nút nạp vào đây. Chắc chắn là sẽ có nhiều cách nạp khác nhau. Thế thì anh em có thể lựa chọn nạp bằng thẻ Visa, mua bằng thông qua người khác, thì tôi sẽ hướng dẫn thử cho anh em nha. Rồi, đồng tiền thì nó chắc chắn là phải 5 đồng rồi. Mua bao nhiêu tiền? Đây là câu hỏi anh em cần đặt ra đúng không? Thế mình hướng dẫn nha. Nếu tìm hiểu qua về 9D rồi ấy, thì tạo một nhân vật anh em sẽ cần khoảng tầm từ 100 đến 300 Kogi, đúng không ạ? Thế thì giả dụ bây giờ cái giá Kogi nó đang có giá là 0.33 USD, thì bây giờ mình cứ làm tròn 0.34, đúng không ạ? Đúng con số ra 0.34 đô. Ví dụ tôi cần 200 Kogi để tôi mua con võ đan thì sao? Tức là mình sẽ cần đâu đó khoảng tầm 68 đô để có thể là mua được con võ đan. 68 đô nhân lên một tô gần 24.000 đồng, đúng không ạ? Rồi, ok, vậy số tiền anh em cần mua nó sẽ là 1.632.000 để mua được 200 Kogi. Vậy thì sẽ tính cả là cái phí ga, cái phí giao dịch nữa, mình cứ mua đâu đó khoảng tầm 1.8 cho nó chắc, đúng không ạ? Thì thấy con số 1.8 ở đây. Ờ, đúng rồi, không thừa không không mà cũng hết mồm. Chọn đồng tiền muốn nhận là đồng BNB, đúng không ạ? Và ví MetaMask này, cái đồng tiền mặc định của đồng BNB mà, đúng không ạ? Rồi thì mình sẽ bấm vào phần mua thôi. Mua bằng cách nào? Ở cái phần mua bán này nó đơn giản rồi, mình không nói sâu về nó nữa. Anh em có thể lựa chọn thẻ Mastercard của mình, có thể lựa chọn chuyển khoản ngân hàng là được, cứ làm theo hướng dẫn là được. Chú ý theo dõi những hướng dẫn cụ thể và đừng bỏ sót nó, được không ạ? Mình sẽ không đi sâu phần này bởi mình mua rồi thì mình sẽ không mua thêm nữa. Với cái giao diện mua bằng thẻ tín dụng thì nó đơn giản như kiểu anh em mua hàng online thôi. Còn với mua bán P2P cho người dùng thì sao? Mình sẽ chọn mua đồng BNB này. Giá là như nào? Anh em lựa chọn là số lượng là 1.8. Rồi, kiếm thì cố lựa chọn những cái ông mà được đánh giá 5 sao nha, là những người rất là uy tín, đúng không ạ? Lựa chọn vào đấy, đúng không ạ? Xem tỷ lệ mua bán của người ta cao này, tâm mua bán được đó, anh cùng mua vào đây, đồng viên đi bao nhiêu rồi mua bán bình thường thôi. Anh em tự làm phần này nhá, coi như là ở phần này đã làm xong.
sẽ đi đến khi mà mua xong, trong một vài phút giao lệnh được khớp, giao dịch được khớp thì anh em kiểm tra đồng đó như thế nào. Thì cái bước thứ hai là sau khi mua được đồng BNB xong, đồng BNB đã về ví thì hãy chuyển nó sang ví MetaMask của mình. Thì mình vào đây mình kiểm tra này, ấn vào tổng Fiat Spot. Rồi khi anh em mua xong, cái phần này nó sẽ hiện ra cái số đô của anh em, được không ạ? Thì câu chuyện là như thế nào? Mình hãy ấn vào cái phần rút tiền ở đây, rút đồng BNB ra, rút đồng BNB ra. Coi ở đây là BNB. Thì anh em hãy sang cái MetaMask của mình, chọn đúng mạng Binance Smart Chain, được không ạ? Copy cái thông số này, đó, 5E89, đánh vào đây. Rồi, đúng cái mã ví của mình đúng không ạ? 5E89, đúng mạng BSC. Thì số tiền mình cần chuyển đến đây bao nhiêu? Bấm vào tối đa đi, đúng không ạ? Bấm vào tối đa đi là sẽ đã chuyển toàn bộ phần này sang. Đó, mình bấm phần rút. Xác nhận. Tiếp tục. Mã xác minh email và mã xác minh di động thì anh em mình bấm vào lấy hai cái mã này nhá. Kiểm tra trên điện thoại mình lấy hai cái mã này. Rồi, vậy là cái yêu cầu rút tiền chuyển sang ví của mình nó đã ok. Thì bây giờ anh em chỉ cần đợi một thời gian ngắn thôi là cái số tiền này nó sẽ được chuyển về cái ví MetaMask của anh em mình, được không ạ? Rồi, như anh em đã thấy là số tiền này nó đã chuyển sang ví MetaMask của mình, ok không ạ? Vậy là cái bước thứ hai anh em đã hoàn thành xong rồi, chuyển sang MetaMask. Thế thì từ MetaMask này muốn mua đồng Koji như thế nào? Thì việc đầu tiên là anh em phải có thêm thao tác để add cái đồng Koji này vào ví của mình. Thì bắt đầu là như thế nào? Anh em hãy lên trang chủ của 9D này, bấm vào cái phần này, đây chính là cái mã địa chỉ của đồng Koji. Rồi, copy cái địa chỉ ví của Koji này vào nha, copy của nó vào, copy cái ví này vào, 3597, nhìn đúng rồi đúng không ạ? Rồi, mình ấn vào import token này, chọn địa chỉ đồng token này, ký hiệu viết là Koji, à nó tự động nó nhận được rồi, add import. Rồi, ok. Thế là cái đồng Koji này nó tự động nó được add vào ví của anh em mình, đúng không ạ? Rồi, đồng Koji được add vào ví của mình là mình đã xác nhận có đồng Koji ở đây rồi. Thì bước tiếp theo anh em phải làm sao? Sau khi add đồng Koji vào rồi thì bước tiếp theo là vào PancakeSwap nha. PancakeSwap.finance. Liên kết cái ví này, liên kết MetaMask của mình với cái sàn này, mình đã liên kết rồi thì nó sẽ luôn ở đây, được không ạ? 55 này cả nào. Rồi, thì anh em nhìn ở đây này, cái balance của anh em ở đây đã có 1.16 đồng BNB ở đây. Và cái số đồng anh em muốn tìm chắc là đồng Koji rồi. Rồi, sau khi kết nối ví, anh em có thấy được cái balance của mình nó hiện số tiền ở đây rồi, đúng không ạ? Thì chắc chắn là mình sẽ chọn đồng Koji. Tất nhiên là mình sẽ chưa thấy cái đồng Koji xuất hiện ở trên này rồi, đúng không? Ok, vậy thì việc của anh em mình là tiếp tục lấy cái mã Koji này, đó, dán vào cái phần này, enter. Thì đồng Koji đây nó sẽ được import, được không ạ? Understand. Tất nhiên nó sẽ một bước nữa là bước check BSC scan để xem đúng là đồng Koji anh em muốn mua không. Thì ở đây chắc chắn rồi, cái đồng này đã có rất rất nhiều lượng giao dịch, đúng không ạ? Đúng là đồng Koji đã có rất rất nhiều lượng giao dịch rồi. Ok, mình ấn import thôi. Rồi, sau khi import thì nó sẽ có cái báo giá tỷ chênh lệch giữa Koji và đây. Thì anh em cần mua bao nhiêu đồng Koji, đúng không ạ? Mình thì mình cần mua 200 đồng Koji, 210 thôi, 210 đi. Đó. Sau khi ấn mất tỷ giá chuyển đổi rồi, anh em sẽ ấn vào swap. Nó sẽ hỏi một lần nữa là mình có đồng ý không. Tất cả mọi thứ là phí ga, ấn nó confirm. Đợi cái bảng xác nhận lên này, phí ga là bao nhiêu, đúng không ạ? Tất cả mọi thứ xác nhận được, mình xác nhận. Rồi, ok, mình đã add rồi, đã thêm token rồi, thì đã xong xuôi rồi. Ok. Rồi, giao dịch đã được xác nhận. Rồi, em có thể lại cái ví MetaMask của mình. Em thấy 210 Koji ở đây rồi, đúng không ạ? Thấy 210 Koji ở đây rồi, đúng không ạ? Vậy là anh em đã hoàn thành trong bước này chưa?
mua xong đồng cookie rồi. Thế vậy thì bước tiếp theo là bây giờ đăng nhập vào game. Đây là phần download. Download cho PC. Download xong setup bình thường, đúng không ạ? Mình thì mình download xong rồi. Lời tiếng xưa vang đông đây. Anh sẽ tài khoản đây nhá. Qua trên môi đã có rồi. Đêm chân đơn côi nghe lạnh buốt con tim phượng tường đây tương thương đây còn đâu những ngày bên nhau. Hỡi em đời làm trái tay vươn đau phiêu bạt khắp giang sơn. Rồi, nó sẽ như cầu của chúng tôi đồng này. Bây giờ làm sao? Gặp lại nhau như tiếp theo là tình ta vẫn nồng. Tầm áp, tầm gì chỉ lên. Chúng ta sẽ làm thế nào. Đó, đúng không ạ? Làm lại một lần nữa anh em nha. Bấm vào cộng đây, nó sẽ hỏi mình chưa có đúng không? Xác nhận. Đó, để tự động dẫn đến thiết phí này. Rồi, ký giúp mình. Lời tình xưa vang đâu đây, như vượt thoát. Lời tình xưa vang đâu đây rồi, như vượt qua qua trên môi động mạnh đêm chân đơn côi nghe lạnh buốt con tim phượng tường đây tương thương đây còn đâu những ngày bên nhau. Ok, gặp lại nhau như giấc mơ tình xa vẫn nồng khát khao có tiền nhau. Trong đi của lực này là 250 và chúc anh hợp tác có tiền trong game. Việc của mình bây giờ là vào được game để tạo tài khoản thôi. Vậy mình sẽ hướng dẫn cho anh em tất cả những cái bước để có thể là bắt đầu game chính lên NFT rồi đúng không? Đăng nhập tải vào game, anh em thấy 200 cookie đấy chưa? Quách chưa? Rồi, đó. Thì với cái video của mình, mình sẽ đăng nhập xong tất cả các bước để có thể là sở hữu tài khoản game rồi. Đăng nhập vào chính lên NFT ngay rồi. Ok, vậy thì hãy like và subscribe video của mình. Anh em có những câu hỏi gì liên quan đến game, liên quan đến những tổ con tim thì anh biết trả lời cho anh em. Hiện tại thì Fred đang có một số anh em chiến đấu rất là mạnh. Nếu anh em nào chưa có đủ chưa có đồng bọn thì join vào cùng anh em mình và cùng chiến tự game hiện nay nha. Ok, vậy thì đừng quên bật chuông và subscribe để không bỏ lỡ những video tiếp theo của Fred TV. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.